Sáng nay ngày 10 tháng 11, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam Park Hang-seo và trung vệ đội trưởng Quế Ngọc Hải đã tham dự buổi họp báo trước trận gặp đội tuyển Nhật Bản diễn ra vào tối mai. Phát biểu trước cuộc đối đầu giữa hai đội, chiến lược gia người Hàn Quốc đã có những đánh giá về đối thủ đến từ xứ sở hoa anh đào. Đội tuyển Nhật Bản đã có 2 trận thắng, 2 trận thua ở bảng B. Họ là ứng cử viên đi tiếp vào vòng chung kết World Cup 2022, thứ hạng trên bảng xếp hạng FIFA cao hơn nhiều đội tuyển Việt Nam. Đây là đối thủ khó khăn nhất mà chúng tôi đối mặt ở vòng loại thứ 3 World Cup. Cầu thủ Nhật Bản có năng lực, họ kiểm soát bóng tốt hơn nhiều so với đội tuyển Việt Nam và đang sở hữu nhiều cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu. Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam được thi đấu trên sân nhà. Ở những trận đấu thua trước đó, dù là thất bại nhưng chúng tôi vẫn có bàn thắng. Và đó cũng là hy vọng để chúng tôi có thể nỗ lực kiếm điểm ở trận đấu tới. Khi được hỏi về màn tái đấu với huấn luyện viên Hajime Moriyasu kể từ chiến thắng 1-0 của đội tuyển Việt Nam tại ASEAN, huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo cho biết rất khó để có thể đánh giá về Nhật Bản vào hiện tại. Năm 2018, tôi và huấn luyện viên Moriyasu đã có cơ hội đối đầu trong một trận đấu. Nhưng đó là giải đấu của U23 chứ không phải là ở đội tuyển quốc gia. Nên ở lần chạm trán tới đây, thật khó có thể nói trước điều gì. Bên cạnh đối thủ Nhật Bản, khi được hỏi về tình hình lực lượng ở trận đấu tới, đặc biệt là cái tên Công Phượng, người đã gây ra nhiều khó dễ cho đội tuyển Nhật Bản ở tứ kết Asian Cup 2019, thầy Park cũng cho biết thêm. Công Phượng không chỉ là cầu thủ có năng lực ở đội tuyển Việt Nam, mà còn ở V-League. Cá nhân tôi, cũng như là các nhà chuyên môn, người hâm mộ đều đánh giá cao Công Phượng. Nhưng việc có sử dụng cầu thủ này hay không, tôi không thể nói ở đây. Về phía đội trưởng Quế Ngọc Hải, trung vệ này cho biết. Hải nghĩ là trận đấu ngày mai thì chắc chắn sẽ là một trận đấu không hề dễ dàng đối với đội tuyển Việt Nam, bởi vì Nhật Bản sở hữu nhiều cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu. Và có những cầu thủ thi đấu tại giải đấu cao nhất, đó là Lạng Anh. Thì thứ hai thì và các đồng đội thì đánh ngày mai, dù sao thì ngày mai cũng là một trận đấu trên sân nhà, nên đoàn đội vẫn có quyền để tự tin để bước vào trận đấu ngày mai. Nhật Bản với Minamino thì là một cầu thủ xuất sắc, nhưng mà Nhật Bản không chỉ có một mình Minamino mà có rất là nhiều cầu thủ tốt ở trên hàng công khác nữa, nên chắc chắn là ngày mai thì hệ thống phòng ngự của đội tuyển Việt Nam sẽ phải chuẩn bị rất là kỹ. Và trong gần một tháng tập trung vừa qua thì đoàn đội cũng đã đánh giá, nhìn nhận và tập trung vào những cái điểm mạnh của đội tuyển Nhật Bản để có thể làm cách nào đó để có thể hạn chế cái sức mạnh của hàng công của họ. Điểm mạnh nhất của đội tuyển Nhật Bản có lẽ là từ trước đến nay họ luôn luôn có khả năng kiểm soát bóng tốt và có khả năng tấn công tốt, nên có lẽ là ngày mai sẽ là một trận đấu vất vả của hàng phòng ngự. Nhưng mà vì là ngày mai trận đấu được thi đấu trên sân nhà và có được sự cổ vũ khán giả nhà, nên đó cũng là một điều để cho đội tuyển Việt Nam có thể tự tin vào trận đấu ngày mai. Trong khi đó, về phía huấn luyện viên trưởng đội tuyển Nhật Bản Hajime Moriyasu, ông đánh giá cao sức mạnh của đội tuyển Việt Nam cũng như tài cầm quân của huấn luyện viên Park Hang-seo. Tuy nhiên, huấn luyện viên 53 tuổi vẫn khẳng định tham vọng có 3 điểm ngay tại Mỹ Đình. Đối với đội tuyển Nhật Bản, trận đấu với Việt Nam ngày mai thật là khó khăn. Nhiều cầu thủ của chúng tôi từ các câu lạc bộ châu Âu mới tập trung vào tối qua. Thời gian chuẩn bị cho trận đấu này đương nhiên là bị giới hạn. Không có cách nào khác cả, chúng tôi sẽ phải cố gắng hết sức cho trận đấu ngày mai. Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Nhật Bản sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ ngày mai 11 tháng 11 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Thank you for joining us today.